Bố tôi bị sỏi thận, sỏi mật, xin hỏi là có uống được củ tam thất bắc hay không ạ? Chào bạn, củ tam thất bắc là một vị thuốc bổ rất là quý, tuy nhiên thì không phải là ai cũng có thể sử dụng được. Có 4 trường hợp không nên dùng củ tam thất bắc mà nhà thuốc đã giới thiệu ở những video trước là phụ nữ đang mang thai, trẻ nhỏ, phụ nữ bị rong kinh và những người mẫn cảm với nhân sâm tam thất. Bệnh nhân bị sỏi thận thì dùng củ tam thất bắc được bình thường, bởi vì củ tam thất bắc không làm ảnh hưởng đến chức năng thận và không gây tạo sỏi. Tuy nhiên thì củ tam thất bắc thì bệnh nhân sỏi thận sử dụng thì cũng cần lưu ý là không nên sử dụng quá liều lượng và chỉ nên sử dụng tam thất bắc với một lượng nhỏ, bởi vì loại củ này chứa rất là nhiều chất và dùng nhiều thì có thể không tốt cho cơ thể. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.